Anh Chi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay anh Chi xin gửi đến quý vị một bài viết sưu tầm được với nội dung Người cao tuổi cần sống như thế nào để hạnh phúc? Người cao tuổi là những người đã trải qua phần lớn cuộc đời và hạnh phúc ở tuổi này không chỉ đơn giản là vấn đề về vật chất mà còn phụ thuộc nhiều vào tinh thần, tình cảm và sức khỏe. Để sống hạnh phúc, người cao tuổi cần một cuộc sống đủ đầy, yên bình và có ý nghĩa. Dưới đây là những yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi sống hạnh phúc. Thứ nhất, sức khỏe và chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Sức khỏe là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến hạnh phúc của người cao tuổi. Một cơ thể khỏe mạnh giúp họ có thể tự do tham gia vào các hoạt động yêu thích và tận hưởng cuộc sống. Do đó, việc duy trì sức khỏe tốt, phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe đúng cách là vô cùng quan trọng. Người cao tuổi nên có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng và hợp lý với các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và ít đường, ít muối. Đồng thời, nên kết hợp với việc tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay thái cực quyền để tăng cường sức khỏe, thể chất và tinh thần. Thứ hai, gia đình và tình cảm. Gia đình là nguồn động viên tinh thần lớn lao, đem lại cảm giác yêu thương, che chở và kết nối. Người cao tuổi hạnh phúc khi có con cháu ở bên cạnh, được lắng nghe, chia sẻ và được cảm thông. Việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình là điều rất quan trọng. Các hoạt động gắn kết gia đình như các buổi sum họp cuối tuần, cùng nhau nấu ăn hay đi du lịch sẽ giúp cho người cao tuổi cảm thấy mình vẫn được coi trọng và yêu thương. Ngoài ra, bạn bè cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống người cao tuổi. Tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi đi dã ngoại hoặc gặp gỡ bạn bè giúp họ có cơ hội trò chuyện, chia sẻ và giảm thiểu cảm giác cô đơn. Thứ ba, tự do và sự tự chủ. Dù tuổi tác cao, nhưng nhu cầu về sự tự do và tự chủ không hề giảm. Người cao tuổi cần được tôn trọng ý kiến và quyết định cá nhân. Điều này giúp họ cảm thấy mình vẫn còn giá trị và không bị phụ thuộc. Gia đình nên khuyến khích người cao tuổi duy trì các hoạt động mà họ yêu thích, cho phép họ tham gia vào các quyết định về gia đình hoặc liên quan đến chính họ. Thứ tư, đam mê và mục đích sống. Để cuộc sống có ý nghĩa, người cao tuổi cần có đam mê và mục đích sống. Họ có thể tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng hoặc chăm sóc cháu chắt. Việc có một mục tiêu nhỏ hàng ngày sẽ giúp họ không cảm thấy cuộc sống trôi qua vô nghĩa. Người cao tuổi cũng có thể tham gia các lớp học mới, học một môn nghệ thuật như vẽ tranh, chơi nhạc cụ hoặc làm thơ. Những hoạt động này không chỉ giúp cho người cao tuổi cảm thấy vui vẻ mà còn kích thích não bộ, giảm nguy cơ mất trí nhớ và các vấn đề liên quan đến lão hóa. Thứ năm, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Tinh thần lạc quan là yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc. Người cao tuổi nên biết cách chấp nhận những thay đổi của cơ thể và môi trường xung quanh, không nên quá lo lắng hay phiền muộn về những điều không thể thay đổi. Suy nghĩ tích cực và vui vẻ mỗi ngày sẽ giúp cho họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Các hoạt động như đọc sách, nghe nhạc, xem phim hài hoặc làm vườn có thể giúp cải thiện tâm trạng và mang lại niềm vui. Thứ sáu, đời sống tinh thần và tâm linh. Với nhiều người cao tuổi, đời sống tinh thần và tâm linh là chỗ dựa vững chắc, giúp họ cảm thấy an yên, thanh thản. Những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tâm linh giúp người cao tuổi có lòng tin vào cuộc sống, dễ dàng vượt qua những khó khăn và thử thách. Các hoạt động như tham gia lễ hội truyền thống, đến chùa cầu an hoặc thực hành thiền giúp tâm hồn người cao tuổi trở nên thanh thản hơn. Thứ bảy, cảm giác an toàn và được chăm sóc. Người cao tuổi thường có cảm giác lo lắng về an toàn và sức khỏe của mình. Việc có một môi trường sống an toàn, không gian nhà cửa gọn gàng, không có những vật dụng gây nguy hiểm, giúp họ cảm thấy yên tâm. Bên cạnh đó, được gia đình chăm sóc tận tình, chu đáo khi ốm đau cũng là một phần giúp người cao tuổi cảm thấy mình vẫn được quan tâm và yêu thương. Thứ tám, sự đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm. Người cao tuổi có thể cảm thấy hạnh phúc hơn khi chia sẻ kinh nghiệm sống, tri thức và giá trị bản thân với con cháu và thế hệ trẻ. Việc kể lại những câu chuyện xưa, truyền lại kinh nghiệm hoặc giảng dạy những bài học giúp cuộc sống của họ cảm thấy mình vẫn có ích và có giá trị. Điều này không chỉ giúp cho người cao tuổi hạnh phúc mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa và truyền thống gia đình. Hạnh phúc của người cao tuổi không đến từ một yếu tố cụ thể mà là sự kết hợp hài hòa của sức khỏe, tình cảm gia đình, tinh thần tự chủ, niềm vui và cảm giác an toàn.
gia đình, xã hội cần quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng người cao tuổi, tạo điều kiện để họ được sống một cuộc đời ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh chị cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.